cười. Không làm người. Con người. Thì còn cười. Bạn đang muốn phiền vì đời khốn khó, bạn đang âu sầu buồn bên đau đầu, bạn hãy sẵn sàng và cười tươi nhé, vì bao bao sẽ luôn bên bạn. Đừng cho tôi bao bao cười sẽ luôn lên, cứ vui và cứ cười vì bao bao đến đây rồi. Cùng một gái ôi buồn lắm. Anh em mình uống chè cố ngồi kiếm tao vậy. Ôi, hai em xinh thế. Ôi. Hai em ao ông Minh à. Ôi, hai em ấy à. Anh em, ơi anh em uống à á. À, ui, ui giời. Ai, ôi uống, ôi uống, ôi uống. Ai, ê, ai. Ai em ở Âu Yên ấy. Ờ anh ngoài nói. Úi giời ơi, ông Minh ấy. Ê ơi, ưởng à, ẩn uy ưng. Cái gì? Sao lại Trần Duy Hưng? Ấy à, anh nói là ưng hứng ấy. À, anh Cường ơi, anh Cường ơi. Ôi giời ơi, ông nào nào. Ấy ấy, xe I30 mới. Ôi giời ơi. À, à ngần ăn nãy nhá. Ó ông y a ơi ẻo. Ê, em họ ít không? Hai em đẹp xinh. Anh cũng ít à, hai em ấy. Có anh không? À, ỏi áo thì ặc à, áo ớ ặc nhá. Thôi, hôi nách. Ôi đâu mà ôi. Mặc thế này nó mới đẹp. Anh Cường ơi. Ôi ôi, ai ông ảo ảo. Ôi à, bật ăn ái. À, em hỏi cái xe I30 công nghệ. Ôi ôi, ó con đưa y ẻo. Ui, ôi ông Yến đi. Ai em uống à á, oải oải. Ôm ai, anh ao ất. Ok. Sao hai trà nóng á. Ôi ôi, ao ai uống à ống. Anh Cường ơi, Cường. Ôi em hỏi cái cây 30 này, cái công nghệ nữa. Ai, ôi anh Ngân ăn ái nhá. O ép ông ảo ảo ỏi ân uối ung nhá. Cái xe I30 này em không biết lái xe. Cái chân phanh ở đâu? Chân phanh hùng ông Yết. Ai, anh nói là Yết. Ê, y a ơi, hiện đại lắm. Ông ngó ân anh không? Khi nào mày đi hết, ăn thì ngó hương lại. Thằng này u ê các em ạ. Ô, tưởng ô e quá mà. Ô, ông Yết, hai em à. Ôi hai em uống ái. Hôn giống nhau. Cứ vui và cứ cười vì bà bỏ đến đây rồi. Đây. Cái gì đây? À, đây. Cái gì đây? Cái gì đây? Úi giời ơi. Lên hết trên này. Này. Một thằng ăn tập hợp. Thưa thầy, thầy lạy các em. Em làm gì đấy? Dạ thưa thầy ạ, em đùn xe. Em đùn xe hả? Vâng ạ. Nó có động cơ, nó tự chạy được nhé. Các em này, thế ý kiến này là do ai sáng kiến ra nhỉ? Của em à. Một hàng ngang tập hợp rồi đúng không? Giơ tay, giơ đấy. À, chúng mình đập cho cái thằng vừa phát minh cái sáng kiến kỳ diệu đó một đập cho tôi. Được rồi. Thầy. Hả? 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 Thầy dạy em lái xe nhé. Thế là đòi lên xe thực hành luôn ấy. Vâng ạ. Nói thật nhé, nhìn thì cũng duyên dáng ấy. Nó cũng sôi thịt ấy. Nhưng mà khổ cái là từ. Tôi về chỗ. Thầy. Hả? Thầy buồn cười nhỉ. Thầy hôm qua hứa với em rồi mà cho em lái đầu tiên mà thầy không hứa. Thôi chết. Ôi thôi chết. Hứa rồi à? Lời hứa thì chắc nghĩ là lời hứa gió bay không sao. Lái xe rất nguy hiểm, không phải dạy lý thuyết, phải quan sát, phải quan sát hàng tháng rồi mới lái được xe chứ không phải đơn giản đâu. Về chỗ. Thầy. Ôi xinh thế. Thầy hứa là dạy em lái xe mà đến giờ em vẫn chưa biết lái xe đâu đấy. Đau tim. Người đâu mà xinh thế. Ôi xinh quá. Này. Cổ quá. Này.
thôi nhá. Xinh thế này thì không dạy lái xe ngay hơi phí. Ai lỡ lòng nào mà từ chối. Được rồi, cho em thực tập trước nhá. Cho lái xe trước nhá. Các em là phải quan sát. Này, tập trung vào tí này thì đến lượt mình nhá. Nào, bây giờ lên xe nhỉ. Lên xe thầy ơi. Thầy sẽ dạy Hương lái. Hương đi đi. Em sẽ biết lái xe sớm thầy. Đi. Thầy lái xe thôi. Học trò nào để thầy nhẹ nhàng. Ngồi vào đây. Trời ơi, xinh gái thế này thì làm sao mà không học nó nhanh được. Đấy, ngồi yên nhé. Bây giờ em bắt đầu thực hành nhé. Rồi, đạp vào cái chân banh nào. Đạp chân banh. Rồi, cứ đạp đại khái đi. Chân nào nó cứ bóp bói thì mình đạp, hiểu không? Xinh thế này mình lại thích đạp. Đi, em đạp rồi. Ôi dạ rồi. Này, bây giờ tay mình chạm vào cần số đi. Ve cái cần số. Đấy, đẩy nó lên. Rồi, bấm ba cái quả đường lên đường nhá. Tít. Rồi. Thôi, thế là xong rồi đấy. Xong một người rồi nhỉ. Nghỉ trưa một tí rồi tí lại thực hành mới chạy được nhá. Vui và cứ cười vì bà bỏ đến đây rồi. Các trò cứ giao lưu với nhau mà xem là rút kinh nghiệm nhá. Thầy nghỉ ngơi tí. Thầy. Cái gì đấy? Tiếng gì đấy? Dạ em. Úi giời, Linh Xôi à? Dạ. Chào Linh Xôi. Linh Xôi uống nước không? Ngồi đấy. Mà không ra thực hành thì lại còn ngồi đây mà uống nước. Thầy, thế em suy đoán được à? Này, Linh Xôi này. Linh Xôi công nhận là nhìn thì nó xôi thịt thế này thôi, nhưng mà cái kinh nghiệm ấy, thầy thấy Linh Xôi lái là nó cũng tạm được, nhưng mà cái điểm đích cuối mà Linh phanh ấy, khoảng cách của nó đỗ ấy, nó vẫn là một bao thuốc, hiểu không? Có. Thầy. Linh Xôi tà nào chưa nói gì đã hiểu rồi. Đấy, chỉ mà em hiểu thầy. Thôi được rồi, có bao thuốc thì thôi, coi như là đỗ nhà. Thôi được rồi, Linh về ăn mừng đi. Về đi. Trời ơi, hiểu thế này thì làm thầy nó cũng mát mặt, mát ruột. Thầy ơi. Cái gì tiếng thầy nghe? Ơi, em ạ. Úi dồi, em ạ, cậu được vàng à? Dạ vâng ạ. Làm sao? Ông lái sáng ngày hôm nay tôi chưa ưng đâu đấy. Dạ vâng ạ. Thầy thấy em lái thế đã được chưa ạ? Em lái ngày hôm nay ấy, dạ được vàng ơi. Được vàng làm thế nào thì làm nhá. Dạ vâng ạ. Được lái ngày hôm nay, dạ. Cái điểm đích người ta dừng ở đây. Thế mà dạ. Được phanh xe nó đỗ cái khoảng cách nó coi là nó dạ. Nó ba, hiểu không? Nó dạ. Nó vẫn dạ, chưa đúng. Ạ. Nó là ba bao thuốc. Được. Nó phải xóa gần cái khoảng cách đấy, được dạ, hiểu không? Thưa thầy, đây à. Ôi, thầy. Phải không thầy? Sao lại hiểu ý thế nhỉ? Thế cái có bao thuốc đây rồi là mình xóa cái khoảng cách đấy đi đúng không? Dạ vâng. Như cái này là xóa rồi đấy. Dạ vâng ạ. Thì đây em đã. Tôi được rồi. Cho thoát luôn, đỗ dạ, luôn. Dạ, em đỗ rồi hả thầy? Đỗ rồi, không cần phải tin nhiều. Ba mẹ ơi, con sướng quá, con đỗ rồi à. Về mổ lợn bán mừng đi còn gì. Ờ gớm, lái xe mà đỗ cứ như là đỗ gọi là tiến sĩ. Thích phết, làm thầy cũng thích. Thầy, em chào thầy. Ôi, chào em. Chào em Linh. Được rồi, từ từng người xem hàng, có vấn đề gì? Thầy, em chào thầy ạ. Ôi giời, cô Linh hả? Chị Linh này. Dạ. Chị ấy thì nhìn nó cũng hơi có tuổi nhưng mà nhanh phết đấy. Dạ. Cái khoảng cách của chị đỗ ngày hôm nay có khi là nó vẫn chưa ok nhá. Nó phải làm một cây thuốc. Dạ thầy ạ. Khoảng cách một cây thuốc nhưng mà như thế này nó có vừa không hả thầy? Có một cây thuốc luôn. Dạ vâng ạ. Có vừa không hả thầy? Giải quyết luôn, đỗ luôn. Ôi dồi ôi, em đỗ rồi ạ. Mừng quá. Về ăn mừng đi, về ăn mừng. Mừng ạ, có vàng rồi ạ. Học trò gì mà lại hiểu nhanh thế nhỉ? Nói phát hiểu ngay. Ôi. Hương. Dạ, em đến hỏi thầy là hôm nay em thi thế nào ạ? Ôi giời Hương ơi, Hương xinh như thế này ấy. Hương lên xe nhá, Hương chả cần phải lái. Cái khoảng cách của nó cũng sẽ rút ngắn đi. Nhưng mà cái việc thi cử ấy nó lại có một cái vấn đề khó khăn là nó chấm bằng máy, đúng không? Mà em đỗ cái khoảng cách của em ấy, ôi dồi ôi, nó phải hai cây, một cây này, hai cây. Ôi giời, có hai cây thôi. Thầy ơi,
khoảng cách nó bằng này không hả thầy? Khoảng cách nó cũng hai cây thuốc ấy. Ý của Hương là Hương đút loát thầy hả? Con đi. Thầy nói thật với Hương nhá, nhân cách của thầy dạy lái xe bao nhiêu năm nay không có việc hối lộ nhá. Mình phải thực hành, mình phải làm, mình phải thi nó thật cẩn thận chứ muốn mà được à? Nhưng mà ý của thầy là như thế này Hương này. Đừng có sợ, khổ quá, cái khoảng cách nó là hai cây số ấy. Đến cái chỗ mà mình vẫn nghỉ chân mà nó có cái hotel ấy. Cái khoảng cách phải rút ngắn lại đi, hiểu không? Thầy ơi, thế thôi mình rút ngắn khoảng cách thầy nhở? Rút ngắn khoảng cách ngay á? Vâng. Được rồi, nếu như mà Hương muốn rút ngắn cái khoảng cách ngay lập tức ấy, cứ để các bạn thực hành, thầy trò, anh em mình đi rút ngắn khoảng cách nhé. Đi thôi, rút ngắn khoảng cách. Thuốc của thầy, thuốc của thầy. Để em cầm cho thầy nhé. Ôi sao, hiểu ý thế này, cách làm thầy mà chưa. Cứ vui và cứ cười vì bà bảo đến đây rồi. Anh có làm sao không? Anh có làm sao không? Anh gãy chân rồi à? Anh có làm sao không? Gãy chân. Ôi trời. Được vàng hả? Vâng, em được vàng đây. Trời ơi, được vàng ơi, sao mày chạy xe ẩu thế? Sao mày lại lái xe vào đây? Em nhìn thấy thầy rồi. Em đã phanh lại rồi. Sao phanh lại rồi? Sao mày đâm vào tao? Khoảng cách ba bao thuốc rồi mà sao vô lý lại đâm vào thầy được nhỉ? Thằng ơi, mày nhìn thấy thầy à? Mày phanh khoảng cách ba bao thuốc thì dạ, xe làm sao nó dừng được đâu? Vào gãy chân tao rồi. Bạn đang muốn phiền vì đời khốn khó, bạn đang âu sầu buồn đến đau đầu, bạn hãy sẵn sàng và cười tươi nhé, vì bảo sẽ luôn bên bạn. Đêm tối của bao ngày buồn về sẽ trôi hết, cứ vui và cứ cười vì bảo đến đây rồi. Cứ vui và cứ cười vì cuộc đời này cho phép, cứ vui và cứ cười vì bảo đến đây rồi.